tiến hành tổ chức bốc thăm đó, sau đây xin mời đồng chí Lâm, phó chủ tịch xã đại diện lên bốc thăm trúng thưởng cho các em được. Xin mời mời đồng chí. Cô Mai Thị Đạt ơi. Một lát nữa bốc cái thăm ngay cái tên em nào thì em đó sẽ lên đây ha, nhận bao lì xì. Thầy đã cái cô Lâm đi đi cô Mai lùi sao từ lâu là anh sao đó biết á, thầy kêu anh sao đó, anh sao rồi thường biết anh sao đó lùi ra sao ơi vô hàng ơi tôi biết nó mời con mới đẹp thật luôn. Một hai về nhà nướng nha, về nhà cho ba nướng nhậu luôn. Đá là định làm gì? Nướng hả? Nướng hả? Lâm Thị Bích Vy lớp 2B. Em Nguyễn Thị Bích Tiền lớp 3E. Thì lại em Nguyễn Thị Bích Tiền lớp 3E. Có ai? Bỏ qua luôn ha. Hai lượt. Cái nào bỏ rồi? Tiền có không? Nguyễn Thị Kim Anh lớp 4A em Nguyễn Nhân Đạt. Có. Tổng xét rồi, 4 giờ. Nguyễn Nhân Đạt, 4 giờ. Anh Đạt, lớp 4 giờ. Em Nguyễn Thị Thiên Kim lớp 2E. Nguyễn Thị Thiên Kim lớp 2E. Bốc trúng mấy đứa đi về luôn rồi. Em Nguyễn Phúc Toàn lớp 4G. Nguyễn Phúc Toàn lớp 4G. Nguyễn Phúc Toàn lớp 4G. Võ Dương Kiều Anh lớp 5A. Nguyễn Thị Trương lớp 4G. Nguyễn Thị Trương lớp 4G. Lê Hữu Linh lớp 5C. Rồi đề nghị chúng ta cho ông chàng vỗ tay à. Còn nữa nha, còn bốc thăm nữa nha. Tiếp, rồi về chỗ. Lần hai, tiếp. Đó, người ta bốc thăm đó, đọc tên ai thì người đó có tờ quà. Quên bỏ không? Quên bỏ lắm, con đuối nhà luôn. Các con đuối nhà luôn. Em Phạm Thị Kiều My lớp 4B. Phạm Thị Kiều My lớp 4B.
Em Lê Khánh Băng, lớp 2A. Khánh Băng, lớp 2A. Em Đỗ Thị Thảo Nhi, lớp 4B. Đỗ Thị Thảo Nhi, lớp 4B. Nguyễn Thị Nhung, lớp 4C. Nguyễn Thị Nhung, lớp 4C. Nhung, lớp 4C. Rồi. Em Trần Thị Yến Nhi, lớp 2C. Trần Thị Yến Nhi, lớp 2C. Khánh Huy, lớp 4B. Khánh Huy. Em Nguyễn Thị Ngọc Hân, lớp 2B. Nguyễn Thị Ngọc Hân, lớp 2B. Phan Quốc An, lớp 2A. Phan Quốc An, lớp 2A. Em Phạm Thị Kiều Nhi, lớp 4A. Phạm Thị Kiều Nhi, lớp 4A. Em Nguyễn Thị Tú Trinh, lớp 5C. Tú Trinh, lớp 5C. Em Khánh Băng, lớp 1G. Khánh Băng đâu? Khánh Băng 1G đâu? Khánh Băng đâu? Khánh Băng không? Khánh Băng đâu? Khánh Băng đâu? Rồi tiếp theo là bằng trao thưởng. Rồi luôn. Bữa nay đi đâu ạ? Dụ dẫn cái gì rồi? Chứ nhỏ nào lớp 1G hết. Đủ rồi ơi, ta đủ rồi. Đủ 10 đứa luôn rồi. Thăm may mắn là đâu phải là cộng cộng đó. Rồi đại nghiệm ta dỗ theo Vân Anh ạ. Rồi bằng đến đây là kết thúc ngày hội vui chơi chúng ta, đến đây là kết thúc. Hẹn năm sau gặp.